Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Thì đối với là dòng xe Vario thì trước đây là những clip trước Liễu toàn review cho các bạn về dòng xe, tức là mẫu sơn 3D không ạ. Thì hôm nay là Liễu sẽ review cho các bạn về hai màu zin mà bên Liễu mới về hôm nay, đó là màu bạc, màu xám bạc và màu vàng cát. Thì đầu tiên Liễu sẽ review cho các bạn về màu xám bạc đi. Đây là tem màu đỏ của 2021 nha các bạn. Đó. Còn ở mẫu 2020 thì tem của em nó sẽ là tem màu bạc luôn, đi cùng với lại màu xe như vậy luôn. Thì trước khi đi vào review xe, Liễu sẽ báo giá cho các bạn. Hiện tại là giá xe bên Liễu là màu zin đang có giá tầm khoảng là 47,5 triệu thôi ha, chưa bao gồm phí thuế gì, chưa bao gồm phí thuế gì hết ha. Đặc biệt là với những bạn nào mà trước khi tới cửa hàng có liên hệ qua cho Liễu và mua góp thì sẽ được Liễu hỗ trợ cho các bạn từ 1 triệu tiền xăng xe nha. Tức là giảm giá ngay cho các bạn 1 triệu đồng đó, với điều kiện là các bạn mua góp nha. Sau đây Liễu sẽ review cho các bạn này, đây là màu xám bạc. Thì đây là màu zin sơn zin luôn. Thì với những đây là Liễu thật cảm thấy cái màu này nó phù hợp với lại những bậc phụ huynh nè, phù hợp hơn này, tại vì thường thì Liễu cảm thấy như các bạn thanh niên thì hay thích những cái màu nổi như là màu sơn 3D, xanh đỏ tím vàng gì đó ha. Thì những cái màu zin này thì thứ nhất là chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm về cái màu sơn. Tại vì thường thì Liễu cảm thấy là màu sơn bên Liễu vẫn có bảo hành, nhưng mà màu sơn zin của nhà hàng sản xuất á, thì chúng ta vẫn cảm thấy là yên tâm hơn ha. Đó. Đây là màu. Còn tiếp theo là qua em màu vàng cát như bên này đây. Đây. Màu rất là màu nhám luôn nha các bạn. Thực chất thì cái cà vẹt của em này ra sẽ là màu nâu đen, nhưng mà trên thị trường hoặc là cái cách gọi của tất cả mọi người á, thì nó là màu vàng cát. Đây là cái màu mà cảm thấy rất là lạ luôn. Có thể là chúng ta đi ban ngày thì chúng ta có thể thấy màu như thế này, nhưng mà khi buổi tối á, chúng ta dọi đèn pin trực tiếp vào thì nó sẽ hơi hiện lên cái màu ngã màu vàng một chút ha. Đó, nó không phải là màu đen đâu. Thì hiện tại em này là cũng là màu zin luôn, tức là bên dòng xe Vario 150 nó có 6 màu zin thì đang đồng giá 47,5 triệu luôn nha. Đó. Nếu như mà chúng ta mua góp á, thì chúng ta đưa trước cho mình Liễu được tầm khoảng 7 triệu trở lên là chúng ta có thể lên hồ sơ trả góp được rồi. Thì hồ sơ chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh bằng lái thôi, không cần thủ tục rườm rà gì hết ha. Đây là những màu zin đợt hàng của Liễu, còn đó là bao gồm còn màu đen nhám bằng đồng nữa nè, màu đen đỏ, màu trắng đỏ nữa ha, màu đỏ nhám nữa. Đây là những bạn nào mà muốn tìm hiểu về những màu khác nữa thì hãy inbox ngay qua Zalo cho Liễu kèm số điện thoại là 0383 835 066. Liễu sẽ gửi mẫu qua cho các bạn, gửi những cái mẫu màu sơn 3D để cho các bạn hơn ha, và kết bạn Zalo với Liễu đi. Tại vì thường thì bên Liễu lên những cái màu như thế nào thì Liễu sẽ cập nhật ngay trên trang cá nhân của Zalo luôn, cho nên là hãy kết bạn Zalo với Liễu để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất ha. Và hiện tại thì với hồ sơ trả góp á, thì bên Liễu đang có liên kết với lại 5 tổ chức tín dụng bao gồm là HD, FE, Home, Công đội MB và Mirae. Nên là chúng ta hoàn toàn thoải mái trong cái vấn đề mà lựa chọn cái gói lãi suất hoặc là ngân hàng nào mà chúng ta cảm thấy yêu thích nhất ha. Cửa hàng của Liễu là hệ thống Hiếu Thành Phát xe máy nhập khẩu, nằm ngay trên DT 741 thuộc tổ 6, khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nằm ngay trên đường quốc lộ 14 luôn. Với những bạn nào mà ở tỉnh khác mà không biết cửa hàng của Liễu ở đâu á, thì chúng ta chỉ cần tới cổng số 2 của khu du lịch Đại Nam, hoặc tới ngã tư Sở Sao, hoặc tới cổng của khu công nghiệp Mỹ Phước 3, gọi ngay cho Liễu theo số điện thoại kèm với Zalo chính chủ là 0383 835 066. Bên Liễu sẽ có người lại rước các bạn về cửa hàng mua xe ha. Hiện tại thì Bình Dương vẫn chưa có, tức là chúng ta vẫn có thể là ở tỉnh khác mà có thể di chuyển vào Bình Dương mua xe được, và tình hình dịch bệnh như thế này nên là chúng ta vẫn có thể inbox ngay qua cho Liễu thì để cập nhật tình hình cách mới nhất ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.